xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Rồi bây giờ hôm nay mình lên cho anh em một con âm ly Boston Audio, mã là BA1000 ha. Đặc biệt con này còn remote luôn anh em. Hàng này là Korea xịn, hàng bãi xịn Korea ha. Nó có remote tăng giảm volume lớn nhỏ nè, tiện chọn đó, quá đỏ chưa. Còn remote gin theo máy. Con này tăng phô màu đỏ. Năm sản xuất là 202 các bạn ơi. Đây số năm 2002 nha. Trên dây điện nguồn là có ghi cái năm sản xuất của máy. Con này ra đời năm 2002 và một cái con tem của Nguyễn Kim nhập nè. Tem hàng công ty mình điện máy Nguyễn Kim nhập về. Có mã. Con này sử dụng điện 220. Made in Korea nè các bạn. Cấu hình chạy là 4 sò. Và công suất out ra là nó 120W à, con này nó cho ra công suất tối đa 120W. Thực tế con này quýnh rất mạnh, quýnh được một cặp bass 25 đánh cân đét, hoặc là phù hợp ghép những dòng Lobo 301 series 5 series 4. Mình nghe nhạc karaoke qua những cặp lo đó quýnh rất hay. Đó, trạm lo mình nhìn cái trạm này là trạm bông sen chứ lộn. Trạm bông sen này nó có mạ vàng vàng nghe nè, cầu chứa Ugin nè. Hàng này tuyển chọn bao anh em kiếm cái remote thứ hai không ra ha. Đẹp keng các bạn ơi. Đẹp núm nét rồi là volume này, mấy cái núm này hơi máy nè. À, có số ở trong. Cái núm mũ này cũng zin luôn nghe anh em. Mặt tiền đẹp, nắp đẹp. Remote zin BA1000 có mã nè. Tăng giảm âm lượng từ xa, tiện dụng, tiện lợi, tiễn. Đó, ngoại hình là đẹp keng ha. Rồi mình tháo bên trong cho các bạn xem. Đây. Nè, cái tem... tem Nguyễn Kim 7 màu ha. Tem này tem lớn đời đầu nè anh em. Đó. Tem này là nó có chống hàng giả tâm tem xịn. Chứng nhận sản phẩm chính hiệu ha, Nguyễn Kim nè. 7 màu các bạn, tem bự lắm nha. Con tem còn đẹp keng luôn. Rồi, vô thẳng bên trong máy xem các bạn. Dòng này mình nghe nhạc hay, karaoke thì tuyệt vời. Đó, tình trạng bên trong nè, sạch đẹp. Tăng phô có mã, có số BA Boston. Chạy 4 con sò lớn Toshiba. Rồi tiếp đến bên đây. Sò 5200 và 1943 nha anh em. Rồi con máy này báo cáo tình hình. Tình hình công suất nguồn nguyên dân gin. Phần rề 1, 2, 3. Cái bo thứ 3 bo Echo này hay hết bo khác. Con này mình thu về á, là cái bo Echo bị mắc, y như là mua là nó thiếu bo Echo. Đây mình đã tìm cái bo tương ứng và hàng xịn 50195 đưa vô luôn.
đây cái phần đây trên nè. Đó. Rồi bo dưới các bạn. Đây mình thay thế một cái bo của hãng Jaguar ha. Con Echo xịn nha các bạn. Hàng này là mình phải tìm, nếu mà mình thay thế là phải đúng cái bo xịn. Cái số các bạn thấy cái chữ 50195 nè. Đó. Số nó màu rõ ràng, hình ảnh nó sắc nét. Ở con này là thay bo Echo của hãng khác. Ở đây mình thay cái bo của Jaguar qua nha. Làm là cáp đồ socket zin hết nha. Đó. Hoạt động tốt, karaoke hay. Rồi báo cáo tình trạng lại. Con này hàng tuyển chọn, có remote hoạt động tốt, zin toàn tập, bo Echo thay thế bo hãng của Jaguar, còn lại là máy chúng ta nguyên bản nha. Rồi tiếp đến có cái cụm này là cụm điều khiển của cái remote nè, dùng IC và motor để tăng giảm cái volume lên xuống. Trên bo mạch đều có chữ DS, thì mình nhìn kỹ thì vòng vòng cái mạch đó sẽ có chữ mọc DS. Đây. Đó, hàng xịn xưa, bãi gặt là sẽ có mọc đó. Rồi, máy chúng ta tình trạng là như thế. Hai cái bo Echo còn lại zin hết nha anh em. Đặc biệt con này có remote. Rồi bây giờ mình lắp vô test cho các bạn nghe thử coi. Đây mình điều khiển cái remote các bạn. Đó, giờ mình lắp vô mình test cho các bạn xem ha. Nè, lên nè. Mình dặn tay cũng được và bấm remote cũng được. Lên xuống ha. Nè lên nè. Đó, đó hàng tiễn nha anh em. Quá đã. Rồi bây giờ mình sẽ test bát chép cho anh em nghe ha. Rồi giảm về không hết nè, lên chép nè. Đó, phần bass là anh em đeo cái tai phone vô mình mới nghe tiếng bass nó quýnh được. Đó, nhấn nút 3S vào thì nó sẽ tăng bass chép rất là nhiều ha anh em. Chắc âm phần nhạc tốt, volume hoạt động nghiêm chỉnh. Con này volume dặn ấp phê mượt, dặn tới đâu hết tới đó. Rồi tiếp đến mình test cái con van Echo này luôn. Cắm mic số 1 trước nghe nè. Alo, alo. 1 2 3 4 5. Đó, phần Echo vang vọng nhẹ te ha anh em. 1 2 3 4. Rồi. Full chức năng, mic 1, mic 2 hát tốt bình thường hết. Alo, alo, alo. 1 2 3 4 5 6. Alo, 7 8 9. Lực 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 bò 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 hey hey bò 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 alo 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 bò 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 hey hey
đầu mod này bấm rất xa ha, ở đây mình bấm gần cho anh em thấy. Mình bấm vô ngay cái con mắt hồng ngoại ở đây nè, bấm thì cái đèn này nó phóng qua, nó sẽ nhận tín hiệu, nó đẩy lên để lên để xuống. Rồi thì tình trạng máy hoạt động tốt, đặc biệt con này hàng tiễn có volume, bao các bạn kiếm cái thứ hai không ra luôn. Anh em nào xem thấy kết con này liên hệ mình đặt hàng liền nghe nè. Nó có điều khiển remote độc hiếm luôn, mấy con này đa số là mắc remote hết à, mà hôm nay là có một con đúng mã luôn nè, PA1000 tăng phô đỏ. Rồi máy hoạt động nghiêm chỉnh, anh em nào cần alo shop, số điện thoại mình có để bên góc trái màn hình và số này có xài Zalo đầy đủ. Anh em có cần thông tin gì thì mình cứ inbox nhắn tin cho em, và cái địa chỉ mình có ghim ở dưới phần mô tả của video á các bạn, đầy đủ hết à. Anh em bấm xuống rồi mình có địa chỉ của em ở đó luôn, địa chỉ là ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người, ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện.